đã bao giờ bạn cảm thấy buồn bã vì phải sống một cuộc đời của một nhân vật phụ chứ? Luôn luôn đứng phía sau ánh hào quang của người khác. Nhanh lên Bloom, mỗi việc trải hoa thôi cũng không làm được là sao? Bloom, xuống đây, xuống đây. Nhan sắc bình thường, tài năng lẹt đẹt, gia thế cũng chẳng có gì nổi trội. Chỉ khi làm sai điều gì đó, mày ra mới được chú ý đến mà thôi. Cô gái đó là Bloom, một người không đặc biệt. Sự hiện diện của Bloom có hay không, mọi người cũng chẳng để ý. Khi nhận quyền lợi gì đó, Bloom chắc chắn là đối tượng được chọn sau cùng. Lại nữa, tại sao cô luôn chậm chạp thế hả Bloom? Em xem, vì em mà suýt chút nữa ta lại bị phạt rồi. Thì ra vì bất chấp nguy hiểm cứu chú thỏ nhỏ mà Bloom muộn giờ bị trưởng đoàn la mắng. Đến cả cha mẹ cũng cho là ta lo chuyện bao đồng. Ta chỉ muốn trở thành người tử tế thôi, tại sao khó khăn thế? Cứ như vậy, ngay cả khi đã khỏi bệnh, chú thỏ vẫn quanh quẩn và trở thành thú cưng khi câu của Bloom. Thế nhưng, vào một đêm mưa bão ngập trời, khi câu đột nhiên biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Hãy subscribe Wi-Fi Retail để biết nhé! Bất chấp gió bão nguy hiểm, Bloom lao đi khắp nơi để tìm chú thỏ nhỏ của mình. Khi tỉnh dậy, Bloom hoảng sợ khi xung quanh là đến 4 phiên bản khác nhau của cô. Các cậu là ai? Cô nhìn mà không rõ sao? Ta tỏa ra hào quang chói lọi thế này thì dĩ nhiên là Sun Bloom, tiên nữ điều khiển sức mạnh ánh sáng rồi. Thôi nào Sun, đừng làm Bloom sợ. Mình là Flora Bloom, tiên nữ điều khiển thiên nhiên. Cậu đã thấy ổn hơn chưa? Mình là Music Calum, tiên nữ âm nhạc. Chào mừng cậu đến với nhóm. Ice, chào cậu. Cậu ấy nói ít lắm. Ice điều khiển sức mạnh băng giá siêu ngầu. Thông qua lời giải thích của cô nàng đáng tin nhất, Flora, Bloom biết rằng họ được kết nối bởi rất nhiều thế giới song song. Ở đó cũng có các Bloom. Mối quan hệ của Bloom, và nói tóm lại là tất cả những gì gần giống với những thế giới song song còn lại. Điểm khác biệt là nguyên tố vận hành và tính cách của chủ thể chính. Họ là Bloom, nhưng cũng không phải là cô. Bloom rất hào hứng với câu chuyện mà những cô gái kể. Chưa bao giờ mình nghĩ mình có thể trở thành những phiên bản tuyệt vời và ưu tú thế. Tất cả đều để phục vụ cho mục đích hợp nhất năm nguyên tố, để chống lại kẻ hủy diệt. Khoan, cậu ta chưa biến hình. Cái gì? Khác với những phiên bản khác, Bloom chỉ là một cô gái bình thường. Thậm chí nguyên tố của cô là gì, điểm mạnh ra sao cô cũng không hề biết. Các cô gái chưa kịp an ủi Bloom thì hệ thống cảnh báo nguy hiểm vang lên dữ dội. Vậy là dù chưa sẵn sàng, Bloom vẫn được kéo theo vào nhiệm vụ đầu tiên. Tính cách khác nhau là vậy, nhưng khi bắt đầu trận chiến, các cô gái vô cùng đoàn kết và phối hợp hiệu quả. Họ nhanh chóng đánh bại hầu hết các quái vật bóng tối. Duy chỉ có Bloom là cảm thấy tay chân thừa thải, lóng ngóng chẳng làm được gì. Cô cũng muốn giúp đỡ mọi người, muốn chứng minh rằng bản thân không vô dụng. Trong khi các nàng tiên nỗ lực chiến đấu thì Bloom cũng vất vả chạy khắp nơi, không ngại nguy hiểm cứu giúp các sinh linh. Chính vì thế, cô đã sơ ý nhìn vào mắt của một con quỷ nhỏ có khả năng cướp hồn. Rất nhanh, Bloom mất đi lý trí và hành xử không giống bản thân nữa. Khi thoát ra khỏi mộng mị, Bloom thấy mình đang ở trong hỗn cảnh tan tốc. Hả?
Chuyện gì thế này? Còn hỏi nữa, chuyện tốt cho cô làm ra cả mà không nhớ gì sao? Con quỷ lúc đó đã lợi dụng hồn của Plum để phá nát công sức của các nàng tiên còn lại. Loa thậm chí phải bất chấp nguy hiểm lao vào đánh thức Plum. Dù chỉ là chuyện xui rủi thôi, nhưng cũng đủ để nhóm lên ngọn lửa bất đồng giữa các cô gái. Plum buồn bã trở về căn cứ thu mình lại. Dù các nàng tiên dùng mọi hình thức từ khuyên nhủ, Plum cũng nhất định không chịu tham gia cùng họ. Đến nước này thì nhờ thủ lĩnh thôi. Thủ lĩnh cho họ biết rằng tất cả các thế giới song song đều vận hành theo một câu chuyện. Trong câu chuyện đó, các nàng tiên phép thuật sẽ mất đi gia đình và sau đó họ trở nên mạnh mẽ, cùng nhau chống lại kẻ hủy diệt đứng sau tất cả. Vậy lý do Plum chưa bộc phát sức mạnh là vì gia đình của cậu ấy vẫn chưa gặp tai họa lửa. Đúng vậy, không có đau khổ, cô ấy sẽ không có sức mạnh lửa tối cao được. Ta sẽ đích thân thực hiện phương án B. Nhưng ngài làm vậy sẽ chỉ khiến cậu ấy hận thù tổ chức thôi. Khỏi lo, ta sẽ chớp thời cơ để hợp nhất sức mạnh của các cô vào, không để cho Plum kịp làm gì hết. Canh giữ cô ta cho cẩn thận, chờ tín hiệu của ta. Thủ lĩnh cùng linh thú của ngài sẽ phá hủy thế giới của Plum để mọi thứ diễn ra theo tiến trình. Muốn làm phản sao? Chúng tôi không thể đồng ý với ngài được. Nếu vì bảo vệ thế giới chung mà chúng ta tự tay làm việc ác thì có khác gì kẻ hủy diệt đâu. Trước sự phản kháng của các nàng tiên, thủ lĩnh không hề nao núng mà ngay lập tức bắt giam tất cả. Các ngươi nghĩ ta cần các ngươi hay sao? Thủ lĩnh vốn định nếu cốt truyện chung diễn ra và Plum ngoan ngoãn gia nhập hội, hắn sẽ lợi dụng các cô nàng để chiếm đoạt thế giới, vẫn dưới cái mát nhân đạo. Chuyện đã rắc rối thế này thì hắn đành lật bài ngửa và cướp sức mạnh của tất cả bọn họ một cách công khai. Tên thủ lĩnh tàn ác chỉ không ngờ được rằng vào giây phút quyết định, một con kỳ lân lửa lại dũng mãnh xuất hiện. Kiko. Đó là một phiên bản khác của Kiko, thú cưng của Plum. Điều bất ngờ hơn, chú ta cũng là con trai rồng thần, linh thú của thủ lĩnh. Lúc trước nó đi lạc, mất đi phép thuật đã được Plum cứu giúp. Chính sự tử tế, dũng cảm của Plum là chìa khóa ngăn cản việc thế giới của cô gặp nạn. Dám làm phản? Được rồi, đừng trách ta trừng phạt tất cả các ngươi. Trong lúc trồng lửa chống lại thủ lĩnh, bảo vệ cho ân nhân của mẹ con mình, các nàng tiên nỗ lực hết sức để kết hợp sức mạnh. Dù đã mất đi vòng tay phép thuật, Plum, chúng mình cần cậu. Không được đâu, mình không có năng lực. Lần trước đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi. Lề mà lề mề. Plum ơi, không phải cậu không có năng lực đâu, mà năng lực cậu có thậm chí còn là mạnh nhất đấy. Đó là sự tử tế và dũng cảm. Con người thường xem nhẹ nó vì cho rằng đó là điều đương nhiên. Nhưng khi một tội ác hay khó khăn xảy ra, không phải ai cũng sẽ bất bình và hiên ngang đứng ra giúp đỡ. Thế giới của tất cả chúng mình đều diễn ra câu chuyện gặp linh thú, nhưng không ai dám đứng ra cứu giúp cả. Thôi được rồi, cậu là anh hùng, hoàn toàn xứng với vị trí tiên phép thuật. Nhờ những lời động viên đó, Plum có được sự tự tin nhận lấy sự hỗ trợ của mẹ con kỳ lân lửa. Kích hoạt năng lượng, họ cùng nhau tạo ra bông hoa phép thuật tiêu diệt thủ lĩnh.
Từ đó, nhóm năm nàng tiên phép thuật trở thành những người bạn thân thiết. Tiếp tục với sứ mệnh bảo vệ thế giới chung, dù năng lực hay tính cách của họ có trái ngược thế nào đi nữa. Bạn có tin trên đời này có một chiếc bồn tắm có thể giúp bạn thay đổi thân phận của mình không? Từ nghèo sang giàu, từ thường dân trở thành công chúa, từ bất tài trở nên vô cùng giỏi giang. Lily may mắn sở hữu chiếc bồn tắm ấy, nhưng trước lúc đó... Lily, đã dọn dẹp xong chưa? Thì cô chỉ là một cô gái thường dân hết sức bình thường. Lily là một cô con gái thứ hai trong một gia đình nghèo khổ trong thị trấn. Lại đọc sách. Phải chi mà thông minh giỏi giang như Susan đọc sách nhiều đã đành. Đừng làm việc vô nghĩa nữa, thay vào đó phân loại hết đống hạt này đi. Chỉ cả Susan được cử đi học tại học viện hoàng gia, học phí rất cao. Vì thế nên Lily phải dừng việc học của mình để theo bố mẹ đi kiếm tiền từ sớm. Mẹ ơi, thầy giáo của con đến thăm ạ. Chào chị. Tôi đến để báo tin với chị rằng Sally được cử đi để tham gia cuộc thi tài năng toàn vương quốc sắp tới đó. Ôi thật ạ? Tôi nghe nói Susan cũng thể hiện tốt ở học viện hoàng gia. Chị có hai đứa con gái, đúng thật là rất tuyệt vời đó. Thật ra thì là ba. Lily sống dưới cái bóng của chị mình, luôn bị những câu hỏi tại sao cùng một bố mẹ sinh ra mà lại tầm thường như thế, tại sao không giỏi bằng chị mình. Thôi chết, sao lại thiếu một cái nhỉ? Thôi thì... Lily, cô ăn táo nhé. Lily thích ăn táo nhất mà. Mình cũng thích ăn bánh mì mà. Quần áo mà cô mặc toàn bộ cũng là quần áo cũ của chị, không mặc nữa mới tới lượt Lily. Mẹ, còn Lily thì sao? Quần áo của Lily đâu ạ? Sắp tới còn phải đi học, cần quần áo mới. Sally thì cũng cần đồ diễn cho bằng bản bằng bè nữa. Lily mặc tạm đồ cũ của con là được rồi, vẫn còn mới tinh cơ mà, không nên lãng phí. Khác với số phận thảm hại của Lily, cô em út xinh xắn thì lại được yêu quý hơn nhiều. Ôi thôi chết, tôi sơ ý quá. Lily, mang ra cho thầy giáo nào con. Bên cạnh việc bị so sánh với chị cả, khi có thêm em út, Lily còn đối diện với cảnh tủi thân do không có ngoại hình tốt như em mình. Đây là em gái của Sally sao? Hơi thấp một chút, nhưng vài năm nữa trưởng thành chắc chắn cũng sẽ theo kịp các chị của nó thôi. À, thật ra thì... Mà thôi, Lily, con ra ngoài làm nốt việc giúp mẹ nhé. Thật ra, Lily cũng có ưu điểm riêng. Cô rất thông minh và khéo léo, đặc biệt là tính toán cực kỳ nhanh dạy. Hết rồi, hôm nay không còn gì để bán hết. Ôi trời ơi. Lần nào Lily coi hàng giúp bác hàng sớm, thì lần đó đều rất đắt khách. Hàng quá bán hết phèo. Ôi giỏi quá, chỉ tiếc là con gái, gia cháu là con trai thì đảm đương công việc kinh doanh giúp đỡ cả nhà rồi. Sau mỗi buổi tối như vậy, bác hàng sớm lại trả công cho Lily một khoản nho nhỏ. Ngoại trừ khoản tiền cố định làm thêm để giúp gia đình, gửi cho chị cả đi học, Lily cần mẫn tiết kiệm để tự tặng cho bản thân một món quà. Ngày đó cuối cùng cũng đến, Lily hạnh phúc vỡ òa khi được cầm lên chiếc váy đầu tiên và cũng là duy nhất thuộc về mình. Thế nhưng ngay lúc này, Sally nhìn thấy và đòi nằng nặc muốn mặc nó vì phù hợp với buổi thử giọng quan trọng của mình. Hai đứa cứ thôi đi không? Lily, con nhường cho em mặc trước đi. Dù sao con cũng là chị mà. Gớm, chỉ là cái váy thôi. Mẹ không hiểu đâu, không phải chỉ là cái váy đâu. Với tâm trạng buồn bã, nhưng khi bắt gặp một bà cụ bị rơi cả đống đồ giữa con đường dày nhụa bùn đất,
Lily vẫn không ngần ngại lao vào giúp đỡ. Thấy cả người cô lấm lem hết cả, bà cụ nhất quyết mời cô về nhà để tắm rửa, hứa sẽ chuẩn bị cho Lily một bộ đồ khác thật tinh tươm. Trước sự nhiệt tình của bà cụ, Lily đành phải theo cụ về. Nhưng khi mở cửa vào phòng tắm, Lily không thể tin vào mắt mình. Khi trái với vẻ sập sệ bên ngoài căn nhà, thì phòng tắm lại được trang hoàng đẹp đẽ và kỳ ảo như thể một khu rừng cổ tích. Hơi nước ấm thực sự khiến Lily cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Cô bắt đầu nghĩ về những tuổi thân ấm ức lúc trước. Giá như mình có thể trở thành một ai đó khác, ai cũng được, miễn là mình được chiều chuộng hơn. Ta có thể thỏa mãn mong muốn của cô, nhưng cô hãy nhớ, tuyệt đối không được để người khác biết được sự thật này. Bằng không, phép thuật sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Đừng sợ, giờ thì hãy bước ra ngoài, cô sẽ thấy món quà của ta. Lily nghi ngại làm theo. Thì thật sự phép màu huyền ảo diễn ra, biến cô trở nên lung linh như một nàng công chúa. Công chúa, người đã chuẩn bị xong chưa ạ? Lily bị choáng ngợp với vẻ đẹp đẽ hào nhoáng của căn phòng khi cô đẩy cửa bước ra. Người hầu kẻ hạ xếp hàng nườm nượp chờ đợi để phục vụ Lily. Những bộ xiêm y, trang sức và đồ trang điểm thì chất đầy đến nỗi không thể nào đếm hết được. Đúng như lời thần buồn tắm nói, Lily đã thay đổi danh phận, trở thành công chúa hoàng gia. Lily tận hưởng những giây phút sống trong lụa là châu báu như vậy và nghĩ rằng mình sẽ không đời nào trở về cuộc sống như trước kia nữa. Hiện tại Lily đã quá hạnh phúc rồi. Thế nhưng khi Lily muốn ra ngoài thì bị ngăn cản. Là một công chúa, giờ đây Lily không thể tự ý làm những điều mình mong muốn. Thậm chí dù là Lily thường dân hay Lily công chúa, cô vẫn bị so sánh với các anh chị em khác như nhau. Người mau chuẩn bị đi ạ. Hôm nay là tiệc đính hôn của người và hoàng tử xứ Wales mà. Cái gì? Ta phải đính hôn? Ta còn chưa gặp hắn bao giờ mà. Lỡ như đó là một gã vừa già vừa hói vừa xấu thì sao? Không đến vậy đâu ạ. Chỉ là hơi già một chút thôi. Không, không đời nào. Ta phải đi đây. Ta không làm công chúa nữa đâu. Lời thỉnh cầu muốn được tự do của Lily được chấp nhận. Lần tiếp theo, Lily trở thành nữ thuyền trưởng trên con thuyền lên đên vô tận. Lily có quyền quyết định mọi chuyện, bắt người khác phải phục tùng. Bằng trí thông minh sẵn có, Lily tìm kiếm được rất nhiều kho báu khổng lồ. Thế nhưng nhiều quyền hạn thì cũng là nhiều trách nhiệm, áp lực, thậm chí là hiểm nguy rình rập. Cô suýt chút nữa đã bị ám sát vì tranh đoạt kho báu. Đồng thời cũng nhận ra con thuyền này không phải thuyền bình thường mà là thuyền cướp biển. Vậy nên cuối cùng Lily lại một lần nữa chạy trốn. Lần thứ ba, buồn tắm thỏa mãn ước mơ được trở thành người nổi bật như em mình của Lily bằng cách cho cô danh phận của một nghệ sĩ múa nổi tiếng. Nỗi oan ức trước kia của Lily quay trở lại, cô nổi lên một quyết định nhỏ nhen muốn đánh bại em mình, chứng minh rằng mình không thua kém gì đó cả. Lily tham gia cuộc thi mà em út tham gia. Đúng như dự đoán, tất cả các phần thi đều vượt mặt Sally hết. Tưởng rằng mình sẽ vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng chứng kiến em gái được sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, mọi niềm vui trong Lily dường như tan biến hết. Lily nhận ra tất cả những gì mình cần chỉ là sự công nhận, tình yêu thương của gia đình. Muốn hơn thua, đánh bại em gái là như vậy. Nhưng ngay khi thấy đứa em bị thí sinh khác trong cuộc thi chơi xấu, máu nóng trong người của Lily lại nổi lên. Đừng ra vẻ nữa. Ta tưởng cô cũng ghét Sally lắm mà. Con nhỏ nhà nghèo đó rất có khả năng sẽ đoạt giải đó.
Ta ghét nó hay không, không đến lượt cô dạy bảo. Đừng bao giờ động vào Sally. Muộn rồi, đây chỉ là kế hoạch dự bị thôi. Còn hiện tại thì... Tuy nhiên Sally đã bước ra sân khấu. Vì đạo cụ không đảm bảo liền bị thương, phải đi cứu chữa khẩn cấp. Sally cần một lượng máu lớn để truyền vào cơ thể. Dù tất cả thành viên trong gia đình đã tự nguyện hiến nhưng vẫn không đủ. Thiệt là đau đớn quá đi. Hãy lấy thêm của tôi, bao nhiêu cũng được. Làm ơn cứu Sally. Không thể, mọi người đều hiến nhiều rồi. Nếu thêm nữa sẽ gây nguy hại cho cơ thể đó. Lily nhớ đến lời của thần bồn tắm rằng nếu mình để lộ thân phận, mọi phép màu sẽ biến mất. Cô sẽ quay trở lại về làm cô gái Lily nghèo khổ. Thế nhưng không gì quan trọng bằng người già. Lily gạt suy nghĩ về hậu quả, tiến lên nói rằng mình là gia đình của họ, mình sẽ cứu Sally. Lúc Lily tỉnh lại thì do lộ thân phận nên mọi chuyện đã quay trở lại bình thường. Hôm đó con chạy ra khỏi nhà rồi mất tích. Con đã đi đâu? Bố mẹ xin lỗi vì đã không hiểu cho cảm xúc của con. Không phải bố mẹ thiên vị ai đâu, đều là con của mình cả mà. Chỉ vì con là đứa mạnh mẽ nhất, giống mẹ nhất, nên mẹ đã quá yên tâm về con. Vô tình lại không dành nhiều sự quan tâm cho con như các chị em mềm yếu. Lily, em xin lỗi. Em cố gắng giành giải thưởng trong cuộc thi này để mua chiếc váy mới cho chị mà thua mất rồi. Em xin lỗi. Lời xin lỗi của bố mẹ được Lily chấp thuận. Cô nhận ra dù là thân phận gì thì cuộc sống ai cũng có lúc khó khăn, cần đối diện và tìm cách khắc phục. Chị xin lỗi vì không hỏi ý đã mở ra xem nó. Lily, cả nhà biết cả rồi. Em thông minh nhất nhà, rất giỏi kinh doanh buôn bán. Hãy theo đuổi việc mà em làm tốt. Đúng, con gái thì sao? Trong đây là một ít tiền bố mẹ dành dụm được, hy vọng sẽ giúp con có thể khởi đầu với một sạp hàng nho nhỏ. Chỉ một thời gian sau, sạp hàng nhỏ của Lily luôn đông khách tấp nập. Họ không còn là gia đình nghèo nữa mà đã có cái ăn cái mặc đầy đủ hơn. Cả Susan lẫn Sally đều trở nên giỏi giang, nổi tiếng với con đường mình theo đuổi. Nhưng dù bận rộn đến thế nào, họ vẫn luôn dành thời gian về với gia đình. Vì với họ, gia đình luôn là ưu tiên số một. Nhìn kìa, phép thuật của chú tể hắc ám đang phản bội chính hắn và bay về phía Hermione. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu chuyện ngày hôm nay của Wow Fairy Tale nhé. Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, nhóm bạn thân ba người, Ron, Harry và Hermione cùng nhau đến sân ga 934 để quay trở lại trường học. Nhưng kỳ lạ thay, khi đẩy hành lý muốn xuyên qua cánh cổng thì dường như cánh cổng đã bị ai đó đóng lại, khiến họ lao đầu vào tường. Cánh cổng này đang có vấn đề rồi, có lẽ chúng ta cần tìm một cánh cổng khác. Ba người rời khỏi sân ga và đến hẻm xéo để tìm cách quay lại trường. Bước chân vào hẻm xéo, họ ngay lập tức bị chặn đường bởi một gia tinh kỳ lạ có ấn ký mắt đỏ trên cánh tay. Cổng đến Hogwarts đang có một chút trục trặc, vậy nên cụ Dumbledore đã nhờ tôi đến đây để đón ba người. Mời ba người lên xe ngay cho. Ba đứa nhỏ nghe đến cụ Dumbledore, tin và ngồi lên chiếc xe ngựa bay hắn chuẩn bị. Cô cậu có nghe nhật báo tiên tri đưa tin dạo gần đây chú tể Voldemort đang tìm một cách để quay trở lại như vậy? Đây là chiếc hộp cổ, bên trong chứa chìa khóa mở ra phép thuật cổ huyền bí mà Voldemort và rất nhiều phù thủy thảm họa kia đang đứng, nhưng không ai có thể mở được chiếc hộp. Liệu cậu Harry tài ba đây có cách nào để mở nó ra chăng?
Harry loay hoay một hồi không mở được, rồi ném sang phía Ron. Ron dùng đũa làm phép loay hoay mãi không mở được, bèn trao lại cho Hermione. Kỳ lạ thay, khi Hermione vừa chạm tay vào chiếc hộp, một luồng ánh sáng tím bay lên cuốn lấy tay cô và chiếc hộp bật mở. Ngay khi chiếc hộp bật mở, một chiếc chìa khóa lấp lánh hiện ra. Nhìn chiếc chìa khóa, yêu tinh nhếch mép, khẽ búng tay một phát. Lập tức, một con rồng mắt đỏ lao tới tấn công chiếc xe ngựa, khiến nó vỡ tan tành. Đúng là ba đứa trẻ ngu gốc. Chúa tể đã sai ta tới đây để lợi dụng các ngươi mở chiếc hộp đó. Bây giờ hộp cũng đã mở rồi, để ta tiễn các ngươi lên đường. Yêu tinh lao về phía trước, muốn tóm lấy chìa khóa và đồng thời sai khiến rồng tấn công ba người. Nhưng Harry nhanh trí rút đũa thần bắn phép vào tay hắn. Ba người nhanh chóng nắm lấy tay nhau rồi tóm được chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa như được ếm phép dịch chuyển đưa ba người về lại hẻm xéo, đứng ngay trong ngân hàng Gringotts. Một yêu tinh canh giữ ngân hàng nhìn thấy Hermione cầm chiếc chìa khóa lập tức hiểu ra và đưa ba người đến hầm chứa số 13. Kỳ lạ thay, trên tay yêu tinh này cũng có một ứng ký mắt đỏ, khiến ba người vô cùng dè chừng nắm chặt đũa phép trong tay. Bốn người bước vào căn phòng và thấy một chiếc hộp. Khi Hermione tiến đến, chiếc chìa khóa lập tức sáng lên và hộp bật mở. Yêu tinh phía sau thấy chiếc hộp mở ra khẽ nhếch mép và lui ra ngoài. Trong chiếc hộp có một cuốn sách và một mảnh giấy của chiếc đũa. Hermione mở quyển sách ra đọc và cả ba người phát hiện ra phép thuật cổ gia tinh từng nhắc đến thuộc sở hữu của bà cố Hermione. Hóa ra trước đây bà cố Hermione từng là bạn của bốn nhà sáng lập Hogwarts. Bà cùng với họ đã phát hiện ra phép thuật cổ thần bí, và tình cờ chỉ có bà cố của cô mới có thể sử dụng phép thuật này. Cách đây rất lâu, Voldemort muốn chiếm lấy phép thuật, nên bà của cô đã hy sinh bản thân để bảo vệ và phong ấn phép cổ lại, khiến cho Voldemort không thể tìm ra chúng và hồi sinh. Ba đứa đang say sưa chăm chú thì bỗng cửa phòng bật mở. Voldemort dưới hình dạng kỳ lạ như một cái bóng mờ ảo bay lơ lửng xuất hiện. Đâu, cuồng nhóc tốc độ, hãy mau giao được chiếc hòm đó cho ta. Đổi lại cô và bạn bè sẽ được an toàn. Không đời nào, ngươi đừng mơ. Ron và Harry đứng lên trước bảo vệ bạn, còn Hermione ôm chặt chiếc hòm phía sau. Voldemort tấn công như vũ bão, ba đứa trẻ chống chọi yếu ớt và tìm cách thoát khỏi đây. Ron, Harry, mau đi theo tớ, chúng ta có lối thoát rồi. Tới nơi, cô rút chiếc chìa khóa mở cánh cổng ra, và ba người lại một lần nữa dịch chuyển tới phòng của cụ Dumbledore. Thưa giáo sư Dumbledore, chúng con có chuyện gấp cần thưa ạ. Bình tĩnh, ở đi nào Harry. Ta đoán là ta biết các con định nói gì rồi, phải không Hermione? Hermione, con hãy mau mở trang cuối của cuốn sách ra đi. Cô nghe lời mở ra thì quả nhiên thấy một mảnh giấy trắng. Mảnh giấy chính là bản đồ dẫn đến cội nguồn sức mạnh cổ. Để kích hoạt được bản đồ, ba đứa cần phải đến thôn ra và đánh bại con quái vật khủng khiếp đang canh giữ nửa còn lại của đũa thần. Chỉ khi đũa được hoàn thiện, bản đồ mới mở ra được. Vậy thì chúng con sẽ đi ngay thưa giáo sư. Được rồi anh bạn dũng cảm. Chúc ba đứa bình an nha. Ba người nghe lời, ngay lập tức dùng một dịch chuyển được cụ đâm đưa cho tới thôn Ram. Quả nhiên thấy quái vật thôn Ram, nó biến tất cả những người nó thấy thành đá. Mọi người sợ hãi trốn đi cả. Hmm.
Ba đứa rút đũa phép tấn công nó, nhưng không ăn thua, chỉ làm nó tức giận quay ra tấn công ba người. Nhận thấy không thể đánh nhau với nó bằng phép, Hermione đã nghĩ ra một cách, đó là dụ nó đến chỗ mình, rồi hóa phép ra một trận đồ gương bao quanh nó. Quái vật tự nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đau đớn hét lên rồi hóa thành tượng đá. Ba người tìm được từ trong người nó mảnh đũa còn lại và nhanh chóng ghép lại thành cây đũa thần hoàn chỉnh. Khi Hermione cầm vào, cây đũa lập tức phát sáng. Cô lôi tấm bản đồ ra, dùng ánh sáng của đũa thần chiếu vào nó và bản đồ sáng lên hiện ra cung đường. Kỳ lạ thay, cung đường lại chỉ về phía trường Hogwarts. Ba đứa trẻ đi về phía trường và được bản đồ dẫn xuống một căn hầm nơi chỉ có duy nhất một chiếc gương lớn. Hermione nhìn vào chiếc gương và thấy rằng bà cố đang đứng cạnh nắm tay mình, giao sức mạnh cho cô. Đang đứng nhìn ngẩn ngơ, bất chợt Hermione bị hút vào trong gương. Trước mặt cô chính là quả cầu chứa luồng sức mạnh cổ, và Voldemort đã đến sớm hơn cô một bước. Hắn đang từ từ rút cạn sức mạnh cổ và dần hồi sinh. Hermione quay lại không thấy hai người bạn của mình đâu. Nhưng lúc này quá gấp rút nên cô liều mình lao vào chiến đấu và bị Voldemort đánh bay. Ngay lúc hắn tiến đến định tấn công cô thì Ron và Harry kịp thời chạy tới đỡ cho cô một đòn và bị thương nặng. Ba người cùng nhau chống trả Voldemort nhưng bị hắn đánh trọng thương. Hắn giơ đũa thần và định ếm lên ba đứa lời nguyền quỷ diệt. Đúng lúc này, bóng dáng bà cố xuất hiện và đỡ trọn tia phép cho ba đứa. Bà quay lại, đặt tay lên vai Hermione mỉm cười. Hermione lúc này gắng gượng cầm đũa thần của bà cố lên. Chiếc đũa tỏa ra một luồng sức mạnh to lớn và rút hết sức mạnh của Voldemort về phía Hermione. Hermione nhân cơ hội này đọc thần chú, đánh cho hắn tan biến thành những làn khói bay đi rồi ngất xỉu. Khi Hermione tỉnh dậy thì thấy hai người bạn đã được băng bó và rất vui mừng khi thấy mình khỏe lại. Họ kể cho cô nghe khi cả ba ngất liệm, cụ Dumbledore đã kịp thời tới giải cứu và đưa họ về. Ba đứa trẻ ôm lấy nhau cười tươi hạnh phúc trong cái nhìn đầy ấm áp của cụ Dumbledore. Còn về phía Voldemort, có lẽ hắn vẫn đang quanh quẩn ngoài kia, cố tìm cách để quay trở lại một lần nữa. Nhưng chúng ta biết rằng, dù cho hắn có thực sự quay lại, thì vẫn luôn có những phù thủy lương thiện sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tất cả mọi người.